Thưa quý vị, hãng tin Reuters ngày 3 tháng 9 dẫn 3 nguồn tin giấu tên thuộc Taliban tiết lộ ông Mullah Abdul Ghani Barada, người đồng sáng lập và là nhân vật số 2 của Taliban, được cho là sẽ trở thành người đứng đầu chính quyền mới tại Afghanistan. Cũng theo hãng tin này, tất cả các nhà lãnh đạo cao nhất đã đến Kabul, nơi đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để công bố chính phủ mới. Nhiều năm qua, ông Mullah Abdul Ghani Barada đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban và là gương mặt đáng chú ý nhất của lực lượng này hiện nay. Trong các cuộc đàm phán Doha tại Qatar vừa qua, ông Barada là một trong những thành viên quan trọng của phái đoàn trực tiếp làm việc nhằm đạt được các thỏa thuận chính trị xây dựng chính phủ mới ở Afghanistan. Hé lộ căn cứ bí mật giúp Mỹ sơ tán hàng ngàn người khỏi Afghanistan. Hàng ngàn người bao gồm công dân Mỹ và lính đặc nhiệm Afghanistan đã được đưa ra khỏi Kabul thông qua một căn cứ bí mật của CIA. Mỹ được cho là đã sử dụng căn cứ bí mật của CIA để sơ tán công dân Mỹ cùng hàng ngàn lính đặc nhiệm Afghanistan giữa lúc bên trong và quanh sân bay Kabul rơi vào cảnh hỗn loạn. Căn cứ bí mật của CIA còn được gọi với cái tên căn cứ Đại Bàng, nằm cách phía bắc sân bay quốc tế Amit Karzai ở thủ đô Kabul gần 5 km. Từ căn cứ này, hàng trăm công dân Mỹ cùng ít nhất 1.000 lính đặc công Afghanistan và gia đình của họ đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Afghanistan an toàn. Những người đi sơ tán được hướng dẫn cách di chuyển đi tới căn cứ Đại Bàng để tránh các rủi ro liên quan tới vấn đề an ninh và hỗn loạn do đám đông tụ tập bên ngoài sân bay Kabul sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô của Afghanistan vào ngày 15 tháng 8. Ngoài ra, các nhà ngoại giao Mỹ liên lạc trực tiếp với công dân nước này, ngay cả vào thời điểm Đại sứ quán Mỹ hối thúc công dân Mỹ tránh di chuyển ra sân bay Kabul do lo sợ nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố. Một số người từ căn cứ bí mật của CIA được biết đã lên trực thăng để tới sân bay Kabul và sau đó lên máy bay để tới Đức. Hiện phát ngôn của CIA từ chối bình luận về thông tin này. Tổng thống Joe Biden đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ các thành viên Đảng Cộng hòa đối lập và giới truyền thông do để xảy ra tình trạng hỗn loạn trong thời gian sơ tán cuối cùng, cũng như không có những biện pháp để bảo đảm an toàn sớm cho công dân Mỹ và những người Afghanistan từng có thời gian làm việc cùng. Tuy nhiên, Tổng thống Biden khẳng định nhiệm vụ sơ tán người khỏi Afghanistan đã diễn ra thành công và gọi đây là một trong những cuộc không vận lịch sử. Tính tổng cộng hơn 124.000 người đã lên các máy bay để ra khỏi Kabul trong 2 tuần cuối của tháng 8, theo tướng Mark Milley, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng hứa sẽ hỗ trợ cho các công dân Mỹ còn lại ở Afghanistan sớm được rời đi nếu như họ muốn, dù quân đội Mỹ đã hoàn toàn rút khỏi Afghanistan vào ngày 30 tháng 8. Sự kiện này đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến 20 năm của Mỹ ở quốc gia Trung Á. Trong quá trình sơ tán, hai vụ tấn công khủng bố đã xảy ra ở bên ngoài sân bay Kabul vào đêm tối 26 tháng 8, khiến hơn 170 người không qua khỏi, bao gồm 13 binh sĩ Mỹ. Nhóm ISISK, chi nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, hoạt động ở Afghanistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trên. Lực lượng an ninh Afghanistan được NATO dày công huấn luyện và trang bị vũ khí hiện đại đã nhanh chóng bại trận trước đợt tấn công của Taliban vào tháng trước. Ngoài việc giành quyền kiểm soát hầu hết lãnh thổ Afghanistan, nhóm phiến quân Taliban còn tịch thu được số lượng lớn vũ khí quân sự, mà trong số này nhiều thiết bị do Mỹ sản xuất. Mỹ và một số đồng minh trong khối quân sự NATO chính thức tham chiến ở Afghanistan vào năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 nhằm vào nước Mỹ. Mục tiêu tham chiến của Mỹ là tiêu diệt nhóm khủng bố Al-Qaeda và một số tổ chức Hồi giáo cực đoan khác. Quý vị, hãng tin Reuters dẫn lời 3 nguồn tin Taliban khẳng định lực lượng này đã đánh bại các tay súng tại Panjshir và hiện đã kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ Afghanistan. Hiện chưa có xác nhận về báo cáo này, tuy nhiên nếu được xác nhận thì Taliban sẽ kiểm soát hoàn toàn Afghanistan, điều mà lực lượng này đã không thể làm được trong thời gian cai trị từ năm 1996 đến năm 2001. Thông tin đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày các nguồn tin cho biết người đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Barada sẽ lãnh đạo chính phủ mới tại Afghanistan với thành phần sẽ sớm được công bố. Ưu tiên trước mắt của chính phủ mới sẽ là ngăn chặn sự sụp đổ của nền kinh tế đang phải đối mặt với hạn hán và sự tàn phá của cuộc xung đột kéo dài 20 năm. Afghanistan không chỉ đối mặt với thảm họa nhân đạo mà còn cả những mối đe dọa an ninh từ các nhóm thánh chiến cực đoan. Trong đó có một nhánh địa phương của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Các cường quốc phương Tây cho biết sẵn sàng làm việc với Taliban và gửi viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, việc chính thức công nhận chính phủ và hỗ trợ kinh tế rộng rãi hơn sẽ phụ thuộc vào hành động thực tế của lực lượng này trong vấn đề nhân quyền và chống khủng bố. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp, chỉ đạo Bộ Tư pháp và một số cơ quan khác xem xét công bố một phần tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang đối với hai cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9, cách đây đúng 20 năm. Đây là một phần trong cam kết tranh cử của ông Biden.
Theo sắc lệnh vừa được ký, Bộ trưởng Tư pháp sẽ công bố thông tin được giải mật trong vòng 6 tháng tới. Mỹ công bố kế hoạch giải mật tài liệu sau đúng 20 năm xảy ra sự kiện 11 tháng 9. Hiện Nhà Trắng chưa thông báo địa điểm ông Biden dự lễ kỷ niệm, nhưng theo truyền thông sở tại, nhiều khả năng ông Biden sẽ dự lễ kỷ niệm tổ chức ở thành phố New York. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vừa thông báo ý định từ chức, có thể sớm nhất là trong tháng 9. Ông Suga cũng sẽ không tranh cử trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền sắp tới. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết ông đã quyết định tập trung tìm kiếm các biện pháp đối phó với dịch bệnh. Tôi đã có kế hoạch tranh cử. Tuy nhiên, việc suy nghĩ về các biện pháp đối phó với dịch COVID-19 và các hoạt động tranh cử cần rất nhiều năng lượng và tôi không thể làm cùng một lúc cả hai việc. Theo Thủ tướng Nhật Bản, kể từ khi cầm quyền vào tháng 9 năm 2020, ông đã nỗ lực hết sức để giải quyết nhiều vấn đề của đất nước, trong đó quan trọng nhất là COVID-19, đồng thời bày tỏ mong muốn hoàn thành trách nhiệm với tư cách là Thủ tướng để bảo vệ người dân Nhật Bản. Dự kiến ông Suga sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 30 tháng 9 tới. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của công chúng với chính quyền rơi xuống mức thấp nhất, buộc Thủ tướng Suga phải lên kế hoạch cải tổ ban lãnh đạo đảng LDP, trong đó có việc thay thế Tổng thư ký LDP Toshihiro Nikai. Theo các nguồn tin, cuộc bỏ phiếu bầu chức chủ tịch LDP vẫn diễn ra như kế hoạch vào ngày 29 tháng 9 tới. Cuộc bỏ phiếu này sẽ phải lựa chọn người thay thế ông Suga ngay trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 17 tháng 10 tới, vài ngày trước khi thành viên Hạ viện kết thúc nhiệm kỳ 4 năm ngày 21 tháng 10. Virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 liên tục đột biến và tạo ra các biến chủng mới, thách thức nỗ lực phòng dịch của con người. Một số biến chủng không đáng lo ngại. Tuy vậy, nhiều biến chủng có khả năng lây lan mạnh hơn, có sức kháng cự tốt hơn đối với vaccine và có thể gây bệnh nặng hơn cho con người. Các biến thể này đang tác động không nhỏ, thậm chí xóa sổ nhiều thành quả chống dịch COVID-19 trên thế giới. Kể từ khi được xác định vào năm 2019, virus SARS-CoV-2 trung bình khoảng 2 tuần lại xuất hiện một đột biến. Những đột biến này xảy ra khi bộ gen của virus nhân bản. Việc virus đột biến giúp sao chép nhanh hơn, nhân rộng nhanh hơn, khiến gia tăng tải lượng virus bên trong cơ thể. Đây cũng là lý do khiến người bệnh dễ truyền bệnh hơn so với các chủng virus ban đầu. Do đó, việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang ở nhiều nước có thể là lỗ hổng cho dịch lây lan. Trong tuần vừa qua, Nam Phi thông báo đã phát hiện biến thể C.1.2 với tốc độ lây lan nhanh hơn khoảng 1,7 lần so với tốc độ chung trên toàn cầu hiện tại và nhanh hơn 1,8 lần so với ước tính ban đầu về sự tiến hóa của virus SARS-CoV-2. Chúng ta chưa xác định được mối đe dọa chính xác từ biến chủng này, hay chính xác hơn là chúng ta chưa hoàn toàn hiểu được về nó. Điều mà chúng tôi lo ngại về biến chủng C.1.2 là khả năng nó có thể lây lan nhanh hơn và khả năng trốn tránh hệ thống miễn dịch được tạo ra từ việc mắc hoặc tiêm chủng trước đó. Hiện tại, biến chủng Delta đang chiếm chủ đạo trong các ca mắc COVID-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó còn có các biến thể khác như Alpha, Gamma, Beta. Chuyên gia dịch tễ học người Mỹ Anthony Fauci cảnh báo số lượng lớn người chưa được tiêm vaccine có thể khiến virus có thêm cơ hội lây lan và tiếp tục tạo ra đột biến. Các loại vaccine hoạt động khá tốt trong việc bảo vệ bạn khỏi bệnh nặng, nhưng nếu bạn tạo ra cơ hội cho virus tiếp tục biến đổi, bạn đang dẫn đến một lỗ hổng để tạo thành một biến thể tồi tệ hơn, và điều đó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới những người chưa được chủng ngừa, mà còn đến những người được tiêm chủng, vì biến thể đó có thể trốn tránh sự bảo vệ của vaccine. Các nhà khoa học cảnh báo không chỉ biến đổi đơn thuần, có khả năng virus có thể kết hợp các chủng khác nhau hay với các loại virus khác, hoặc thậm chí kết hợp với cả các loại virus trên động vật để tạo ra những đột biến nguy hiểm hơn, có thể gây ra tỷ lệ tử vong cao hơn. Điều này có thể đòi hỏi phải có sự nâng cấp của vaccine trong tương lai để bắt kịp với sự biến đổi ghê gớm này của virus. Bão Ida đang tiếp tục hoành hành và gây ra những thiệt hại vô cùng lớn tại Mỹ. Từ khi đổ bộ, bão Ida xô đổ kỷ lục về thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực và cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Cơn bão đã phần nào cho người Mỹ thấy biến đổi khí hậu có sức tàn phá đến nhường nào. Sau khi quét qua các bang phía Nam, bão Ida đã tấn công các bang ở Đông Bắc nước Mỹ, biến thành phố New York thành khu vực nguy hiểm vào sáng ngày 2 tháng 9. Bão Ida gây ra mưa lớn trên khắp thành phố. Nhiều tuyến tàu điện ngầm phải dừng hoạt động trước khi nước tràn vào đường tàu. Thành phố Newark của bang New Jersey, nơi nằm cạnh New York, ghi nhận lượng mưa trong ngày lớn nhất trong lịch sử. Các nhà khoa học dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ còn xuất hiện nhiều trong thời gian tới.
đây là hậu quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Bão Ida đã gây ra lượng mưa lớn nhất được ghi nhận trên một khu vực rộng lớn ở đông bắc nước Mỹ và phá vỡ một số kỷ lục đã được thiết lập trước đó chỉ vài tuần ở một số địa điểm tại khu vực này. Tuy nhiên, điều này tương đối giống với những gì chúng ta đã thấy ở những nơi khác ở Bắc Bán Cầu vào mùa hè này, như ở Đức, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Và điểm chung giữa tất cả những điều này là khí hậu đang ấm lên ở khắp mọi nơi và lượng hơi nước trong khí quyển tăng lên theo cấp số nhân. Báo cáo gần đây của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC thuộc Liên Hợp Quốc kết luận tần suất và cường độ của các trận mưa lớn có chiều hướng gia tăng từ năm 1950 đến nay. Biến đổi khí hậu cũng khiến các cơn bão nguy hiểm hơn, lượng mưa đi kèm sẽ nhiều hơn, di chuyển chậm hơn sau khi đổ bộ vào đất liền và tạo ra các đợt bão lớn hơn dọc theo bờ biển. Bão Ida là ví dụ điển hình cho những thay đổi này. Các nhà khoa học nhận định các cơn bão như vậy sẽ còn tiếp tục xuất hiện nếu trái đất nóng lên.